Sau mùng 1 tháng 4 âm lịch, năm con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành với kênh Đạo sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, bất kể chúng ta là ai thì khi sinh ra đều cũng cầu cho mình một cái số mệnh như ý, mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi, giàu có, thành công và hạnh phúc. Đó là những cái thứ mà con người phải dành cả đời để mà cố gắng đạt được. Trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau, gia cảnh học thức cũng khác nhau, nên số phận giàu nghèo nó cũng khác nhau, đúng không ạ? Cổ nhân có câu nói là gì? Thời vận không thông thì mưu cầu vô ích, có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ như dã tràng xe cát mà thôi. Có người khi sinh ra thì tốt số, cuộc đời sống trong cảnh nhung lụa, tiền bạc thì rủng rỉnh, nhà rộng xe sang, đất đai nhiều vô kể, nhưng cũng có không ít những người phải sống trong cái khuôn khổ túng thiếu, khó khăn trăm bề, làm mãi mà không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi mệnh lý thì cho rằng trong số 12 con giáp có 5 con giáp sẽ cực kỳ may mắn sau cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2024. Những con giáp này sẽ được cát tinh chiếu rọi, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp thì không hóa rồng thì cũng thành phượng, kéo theo cái tài vận nó dồi dào, tiền bạc thì nhét chật két. Để biết rõ hơn về cái vận trình của 5 con giáp may mắn sau ngày mùng 1 tháng 4 sắp tới đây diễn biến như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi bước vào phần luận giải, quý vị hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên đặt câu hỏi của mình, những cái giải đáp, những cái thắc mắc của mình ở cái ô bình luận bên dưới nhé. Tử Thông cũng sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ chúng ta cũng đi xét chi tiết về từng tuổi nhé, xem là gì, sau ngày 1 tháng 4 âm lịch thì con giáp nào tốt nhất. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên sau cái ngày 1 tháng 4 âm lịch ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, may mắn về mặt tiền bạc cũng sẽ mỉm cười với những người tuổi Dậu sau cái ngày 1 tháng 4 âm lịch năm 2024. Đặc biệt, cái vận may đóng một cái phần nhỏ trong những cái thành tích mà những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được. Phần còn lại của thành công nó đến từ cái sự quyết định khôn ngoan và hợp thời hợp thế của những người tuổi Dậu. Nói chung ấy, cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Dậu cũng được dự báo là một cái năm mà có nhiều cái bước nhảy vọt đấy, gấp nhiều lần so với cái thời gian trước đó. Việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, tiền bạc thì gia tăng không ngừng. Khả năng kiếm tiền của những người tuổi Dậu trong cái năm 2024 ấy, nói thật là cũng không thể đùa được. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu vốn là những người thông minh, lanh lợi, có chính kiến, dám mạo hiểm. Một khi mà đã gặp được cái cơ hội làm giàu ấy, thì họ không bao giờ bỏ lỡ. Đặc biệt, sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch tới đây, thì quý vị sẽ được dự đoán là sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân. Điều này cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dậu kiếm tiền dễ dàng hơn bao giờ hết. Thu nhập sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch đến cuối năm thì cũng sẽ tăng lên đột biến. Đó. Các kế hoạch làm giàu đa phần đều được tiến hành thuận lợi, suôn sẻ. Bên cạnh đó, bản thân những người tuổi Dậu thì là những người mà coi trọng sự nghiệp, sẽ không đưa ra những quyết định nóng vội hay là vô bổ, mà gì đa phần là đều thông qua những cái tính toán cụ thể, bởi các bạn luôn chắt chiu từng cái cơ hội mà mình có. Trong mọi hoàn cảnh thì những người tuổi Dậu đều dũng cảm tiến về phía trước, cho dù có gặp thất bại thì cũng không vội nản lòng, bỏ cuộc. Sẽ hướng đến mục tiêu biến mình thành một cái người rất mạnh mẽ, cộng với cái sự giúp đỡ của quý nhân, những người tuổi Dậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cộng thêm với sự giúp đỡ của quý nhân, những người tuổi Dậu sẽ kiếm được bội tiền sau ngày mùng 1 đến cuối năm. Công việc thì được như ý thuận lợi. Các bạn cũng có vận may tài chính thực sự là tốt. Thu nhập trong năm thì cũng cao hơn so với những con giáp trước. Nên là các bạn có thể tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Những người tuổi Dậu cũng có đầu óc tư duy nhạy bén. Quý vị biết nắm bắt mọi cơ hội đầu tư để thu nhập ngày càng cao hơn và cuộc sống thì ngày càng giàu có hơn. Khi cái nguồn vốn nó tăng lên thì quý vị có thể yên tâm mà phát triển cái công việc kinh doanh, đầu tư khởi nghiệp hoặc là sử dụng các mối quan hệ cá nhân để mở rộng cho bản thân mình. Được sự phù hộ của nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa khác nhau, cái vận may tiền bạc cũng sẽ xuất hiện với những người tuổi Dậu sau cái ngày 1 tháng 4 âm lịch. Thậm chí với không ít người tuổi Dậu ấy thì cái cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm cuối cùng cũng đã đến. Đây quả thực là một cái thời điểm mà quý vị đáng để nắm bắt. Nếu mà các bạn bỏ lỡ thì sẽ khó có thể là gì tìm kiếm được cơ hội nào tốt như vậy xảy ra một lần nữa. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi Dậu con giáp may mắn đầu tiên.
sau ngày 1 tháng 4 âm lịch. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai. Sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nhờ có sự soi chiếu của các cát tinh nó hội tụ đấy mà sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch thì những người tuổi Dần kể từ đây sẽ tiếp tục gặp may mắn, đạt được nhiều cái thành tựu về cái mặt tài chính, có thể gây dựng được cái cuộc sống sung túc dư giả như ý. Nếu còn vướng trong nợ nần thì kể từ đây, từ nay đến nửa cuối năm 2024 ấy, thì họ có thể là gì, tất toán, thậm chí là còn tích lũy được một cái khoản tiền riêng cho mình, từ đó tập trung kinh doanh buôn bán mà không ngừng thu tiền về túi. Cùng với công việc nó tiến triển thuận lợi, tài vận trong cái thời gian này ấy, nói chung ấy, cũng có xu hướng được gia tăng. Những người kinh doanh buôn bán thì nói chung ấy, đây là cái thời điểm cực kỳ là bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn nhỏ, bỏ túi không ít những cái lợi nhuận. Những người buôn bán nhỏ lẻ hoặc là những người làm ăn tự do cũng có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về cái lợi nhuận một cách bất ngờ. Có điều trong thời gian này thì vẫn còn một vài cái hung tinh, cái vận khí nó chưa thực sự là mạnh lắm. Làm gì thì quý vị cũng cần phải hành sự từng bước một, bước chậm nhưng mà chắc, còn hơn là gì, nhanh nhưng mà bất ổn. Thưa quý vị, thì đa số những người tuổi Dần đều là những người giỏi kiếm tiền, nhưng mà kỹ năng quản lý tiền bạc, kỹ năng quản lý tài chính lại không tốt. Vì thế mà đôi khi cũng khó giữ được cái tích lũy trong tương lai. Quý vị nên cân nhắc để rèn luyện thêm cái kỹ năng này. Các cụ có câu là gì, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó, nếu mà đã nhìn ra cái tiềm năng ở công việc hay ở các hạng mục đầu tư nào đó thì quý vị cứ mạnh dạn tiến hành, đừng quá do dự, kẻo lại bị tuột mất cái cơ hội kiếm bạc tỷ trong tay. Đặc biệt sau cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ nhận được cái cơ hội tốt trong cái sự nghiệp, sẽ rất có lợi cho những cái người kinh doanh buôn bán. Nếu mà kinh doanh thì họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng lớn. Nếu mà họ có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cái giai đoạn tốt để họ lên ý tưởng và chuẩn bị cái nguồn lực cho cái dự án của bản thân. Hứa hẹn sẽ có nhiều cái trải nghiệm mới cực kỳ là thú vị. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, sau mùng 1 tháng 3 âm lịch thì chúng ta biết những người tuổi Tý là những người nhanh nhẹn, mưu trí và có khả năng chớp thời cơ một cách là siêu đỉnh luôn. Đối thủ hắn sẽ phải dè chừng về cái sự nhạy bén của những người tuổi Tý trong công việc. Bên cạnh đó, tiền bạc của những người tuổi Tý cũng gia tăng theo thời gian. Họ gần như là không phải đắn đo quá nhiều về cái chuyện chi tiêu. Thời gian tới sẽ có nhiều cái điều kỳ diệu xảy ra. Những người tuổi Tý có thể thu về những khoản tiền lời lãi kha khá nhờ những khoản đầu tư trước đó. Cùng với công việc ngày càng thuận lợi thì cái tài vận của những người tuổi Tý cũng sáng lên một cách bất ngờ trong cái thời gian là sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch. Đặc biệt là thứ tài nó khởi phát mạnh mẽ, mang đến nhiều cái may mắn về tiền bạc cho các bạn. Kinh doanh buôn bán thì đắt hàng, tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng trúng số thì tỷ lệ trúng cũng cực kỳ cao. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý có thể tính toán đến cái việc là gì, dùng tiền rảnh rỗi để mà đầu tư kinh doanh kiếm cái lợi nhuận cao. Đón được cái cát khí nó đến trong thời gian này, quý vị lại càng thêm tự tin, sáng suốt và táo bạo hơn trong việc đầu tư, hứa hẹn sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng. Có điều là trong thời gian này thì quý vị cũng không nên hành sự một cách chủ quan. Hiện tượng phá tài vẫn còn đang ẩn tàng, dấu hiệu bị lừa đảo khá là cao, mất trộm mất cắp tiền của cũng như là cái đồ quý giá ấy, nó cũng khá là rõ rệt. Vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn thận cái túi tiền của mình. Chi tiêu thì cũng duy trì ở mức độ gọi là cân đối, tiết chế cái ham muốn mua sắm quá độ. Ra ngoài thì quý vị cũng hạn chế mang theo nhiều cái đồ có giá trị, kẻo lại bị mất trộm mất cướp.
thì ngoài ra quý vị cũng cần phải cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, tránh cái tình trạng là gì, tiền một đi không trở lại. Thưa quý vị, dự báo là sau cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch đến cuối năm thì cái vận may của những người tuổi Tý cũng sẽ tiếp tục có những cái chuyển mình mạnh mẽ, cơ hội kiếm tiền nó sẽ xuất hiện liên tục, thậm chí là trong những cái năm tiếp theo nữa. Những người tuổi Tý vẫn được thần may mắn sát ở bên cạnh, họ sẽ dùng cái mưu trí để vượt qua cái thử thách và đón nhận cái kỷ nguyên vàng của bản thân. Hơn thế nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tý cũng lên hương, nửa kia cũng thông cảm cho cái sự bận rộn của những người tuổi Tý. Họ sẵn sàng lắng nghe tâm sự, đưa ra những lời khuyên mỗi khi mà quý vị gặp khó khăn. Gia đình thì cũng luôn sát ở bên cạnh các bạn. Cái sự quan tâm từ những người thân yêu ấy giúp cho những người tuổi Tý nhận ra rằng mình chính là những người hạnh phúc nhất thế gian. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 sau ngày 1 tháng 4 âm lịch không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn thì tượng trưng là những con rồng. Đúng không ạ? Rồng thì không chỉ đại diện cho cái quyền lực tuyệt đối mà còn tượng trưng cho cái sự thông minh khéo léo. Cái điều này được phản ánh rõ nét nhất trong cái tính cách và cái hành động của những người tuổi Thìn. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn thì rất bản lĩnh, kiên cường, không bao giờ chùn bước trước những khó khăn. Phẩm chất tốt đẹp này cũng sẽ giúp cho họ chinh phục được nhiều cái dấu mốc đấy, cực kỳ là ấn tượng. Bên cạnh đó, cái chuyện làm ăn thì không phải lúc nào nó cũng diễn ra theo như cái ý muốn. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì vẫn đem lại cái nguồn thu khá khẩm, khá là tốt lành. Một cái tin vui đối với những người tuổi Thìn là gì? Sau ngày 1 tháng 4 âm lịch đến cuối năm ấy, thì cái tài vận của những người tuổi Thìn có những cái bước đột phá mạnh mẽ, đem về một cái số tiền khổng lồ, chính thức chấm dứt những cái quãng thời gian đen đủi về mặt tiền bạc trước đó. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của những người tuổi Thìn nó cũng có nhiều cái khởi sắc đáng kể trong cái thời gian này. Quý vị có thể kiếm được một khoản khá khá nhờ vào cái sức lao động của mình. Càng chăm chỉ làm ăn bao nhiêu thì đồng tiền lại càng dễ chảy vào túi bấy nhiêu. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương cũng hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, nên là chắc chắn cũng sẽ có thể nhận được thêm những khoản thưởng nóng. Cấp trên cũng muốn chuyển khuyến khích tinh thần của các bạn để các bạn có thể tiếp tục cống hiến cho tương lai. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì các bạn có những cái đánh giá chính xác về cái xu thế của thị trường cũng như là của gì tiềm lực của bản thân mình, nên là cũng nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về cái nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Thì sau cái thời gian ngày 1 tháng 4 âm lịch đến cuối năm ấy, thì đây là cái thời điểm rất thích hợp để quý vị ký kết cái hợp đồng với đối tác, mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn, quy mô sản xuất của mình. Bên cạnh đó, cái dấu hiệu thăng quan tiến chức thì nó ngày càng rõ rệt. Những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần nắm giữ cái nhiệm vụ mới trong cái công việc vào cái thời gian tới. Đây cũng sẽ là một cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Cuối cùng thì những cái nỗ lực của quý vị cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Thêm vào đó, thời gian tới thì tình duyên cũng được nở hoa phơi phới. Các bạn biết cách hâm nóng tình cảm, làm mới cái mối quan hệ của mình. Có người còn đón nhận tin vui về con cái. Tiếng người thì ngập tràn, khiến cho căn nhà nó luôn luôn là gì ấm áp và vui vẻ, hạnh phúc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo chúng ta xét con giáp may mắn thứ 5. Đấy, sau mùng 1 tháng 4 âm lịch thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, những cái hạt mầm tử tế được những người tuổi Thân gieo trồng trong suốt thời gian qua thì cũng chính thức đâm hoa kết trái sau cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2024. Quá trình này sẽ giúp cho những người tuổi Thân thêm tin tưởng và trân trọng vào những cái nỗ lực của mình. Đã có những ngày mà những người tuổi Thân ấy phải vật vờ như những người không hồn vì cái khó khăn chồng chất, gia đình thì mâu thuẫn, công việc thì bế tắc, tài vận thì kiệt quệ. Nhưng đó là cái chuyện của quá khứ. Những người tuổi Thân hãy nhìn về phía trước và đón nhận những cái niềm vui bất ngờ đến với mình. Mặc dù công việc có bận rộn và nhiều áp lực, song những người tuổi Thân cũng sẽ
được đền đáp một cái kết quả xứng đáng bằng cái thu nhập cuối năm của mình cực kỳ là rủng rỉnh. Bên cạnh đó, sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch ấy, đến cuối năm ấy, thì ngoài cái tiền lương thì quý vị còn có thêm những khoản thu nhập phụ như là tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu hay là quà tặng, hoặc là những cái đầu tư ấy, thì lại cũng sẽ gì mang lại cái lợi nhuận nhất định cho quý vị. Nhìn chung, tổng thu nhập của quý vị thì khá là dồi dào, tiêu tiền thì cũng không phải đắn đo suy nghĩ quá là nhiều. Với những bạn trẻ mà chưa lập gia đình ấy, thì nên hết sức để đề phòng cái hạn tiểu hao hung tinh nó gây ra tốn tiền. Cần thiết chế cái ham muốn mua sắm. Đấy. Hạn chế những cái đồ không cần thiết, tránh rơi vào cái tình trạng là bẫy tài chính. Đấy. Trong thời gian này, những người kinh doanh buôn bán thì nói chung ấy là một cái thời điểm mà thu nhập được khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, một vài cái dự án đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Bản mệnh có thể yên tâm thu về những cái khoản tiền cực kỳ là rủng rỉnh, chi tiêu cũng thoải mái mà vẫn có những khoản tích lũy được dư dôi. May mắn cũng không ngừng gõ cửa. Nói chung ấy, sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch đến cuối năm thì sự nghiệp cũng được thăng hoa, uy tín thì gia tăng không ngừng. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, những người tuổi thân làm gì thì chúng đấy, tiền bạc thì đổ về không ngừng. Nói chung ấy, trong thời gian này ấy, thì cái sóng gió nó đã đi qua, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình cũng được hóa giải. Con giáp này trở nên yêu đời hơn, hạnh phúc hơn hẳn so với thời gian trước đó. Có thể nói, cái sự giàu có mà những người tuổi thân đạt được thì trong thời gian tới không chỉ đo lường bằng cái giá trị vật chất mà còn liên quan đến cái sự phong phú về cả tinh thần nữa. Đấy là cái sự đền đáp xứng đáng do cái sự nỗ lực cố gắng của quý vị cũng đã đạt được những cái thành tích như vậy. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp, chính xác là 5 con giáp may mắn nhất trong cái thời gian là sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch. Đây là những con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội kiếm bạc tỷ trong tay. Đó là những con giáp sau: 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Thìn và 5 là những người tuổi Thân. Đây là 5 con giáp may mắn dễ kiếm ra tiền của sau ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.